Ái nữ tổng thống tân cử Donald Trump là Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner vừa chọn xong một chỗ ở tại thủ đô Washington DC. CNN trích lời ông William F.X. Moody là người đồng sở hữu chủ công ty địa ốc Washington Fine Properties hôm thứ Ba xác nhận việc gia đình vợ chồng Ivanka mới dọn đến, nhưng không cho biết căn nhà 6 phòng ngủ này do cô mua hay là thuê lại. Washingtonian, một trang mạng đầu tiên tường thuật về việc giờ chỗ ở này, nói rằng gia đình cô Ivanka sẽ dọn vào khu Colorama ở thủ đô nhưng không cho biết địa chỉ chính xác. Được biết căn nhà 6 phòng ngủ này được bán hôm 22 tháng 12 với giá 5.5 triệu đô la Mỹ, nhưng không rõ chủ nơi này là ai. Như vậy, cặp vợ chồng này sẽ sống cách căn nhà gia đình của Tổng thống Barack Obama được tọa lạc tại đường Belmont Road, cũng nằm trong khu Colorama, không đến hai khu phố. Theo dự trù, gia đình Obama sẽ dọn đến đây sau khi dọn ra khỏi tòa Bạch Ốc. Hiện chưa xác định rõ vai trò của trưởng nữ tổng thống tân cử Donald Trump trong chính sách chính phủ là gì, nhưng cả cô lẫn ông Kushner đều được xem như là các cố vấn quan trọng của ông Trump. Giai phẩm xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.